Thời trang thể hiện phong cách, cá tính trong cách diện trang phục của mỗi người. Đây là lĩnh vực hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống và ngày càng được đông đảo mọi người quan tâm. Đối với các cán bộ giảng viên, nhân viên thì việc lựa chọn một bộ trang phục đúng với môi trường làm việc, đẹp mắt và thoải mái sẽ góp phần mang đến sự tự tin để họ xuất hiện và làm việc tốt ở giảng đường. Mỗi giai đoạn phát triển của kinh tế xã hội có một kiểu thời trang nhất định. Rõ ràng, ngày nay chúng ta không dễ bắt gặp trên đường phố hình ảnh áo dài thướt tha của những cô, những chị bán hàng hay chị em công sở, mà thay vào đó là những trang phục năng động, gọn gàng, phù hợp với nếp sống hiện đại. Do đó, xu hướng lựa chọn trang phục của chị em cán bộ viên chức trường đại học kinh tế cũng cập nhật từ những xu hướng đó. Một bộ trang phục đẹp được mọi người đánh giá và ghi nhận phải phù hợp với những đặc điểm của người chủ, nước da, dáng vóc, lứa tuổi và tính cách, phụ thuộc vào địa điểm, thời điểm mà chủ nhân nó sử dụng. Một cái váy ngắn phối cùng một áo tay cánh khi đi dạo phố vào mùa hè sẽ làm bạn nổi bật trong mắt mọi người. Một chiếc váy dạ hội khiến bạn sang trọng kiêu sa trong buổi tiệc chiêu đãi, nhưng cùng với những bộ trang phục đó, nếu mặc lên giảng đường liệu có phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của các bạn sinh viên về trang phục công sở trong môi trường sư phạm. Theo mình thì một bộ thời trang công sở thì chỉ cần đơn giản và tạo cho cảm giác cho người học cảm thấy thoải mái thì như vậy là đẹp. Theo em thì thầy cô trường mình mặc trang phục công sở rất là đa dạng. Các thầy cô thường hay thay đổi hàng ngày và mình cảm thấy khi học mà thấy với thầy cô mặc đồ đấy cũng rất là thoải mái khi tham gia học tập ở trường. Đối với các thầy cô trường kinh tế thì mình thấy các thầy cô ăn mặc rất là đẹp, lịch sự, rất là phù hợp, tươi trẻ. Theo mình thì một bộ trang phục mà đẹp thì trước tiên là phải lịch sự, chỉnh tề. Không quá luộm thuộm hay là không quá cầu kỳ có. Đối với váy thì phải váy hay là áo cũng vậy, thì váy thì cũng không nên ngắn có, thì cổ áo cũng không nên trễ có. Mặc áo nên là có cổ, có tay. Mà các thầy cô biết cập nhật cái style và theo cái phong cách hiện đại thì vẫn hay hơn. Lựa chọn được bộ trang phục phù hợp khi đến trường làm cho các chị em tự tin hơn, đẹp hơn trong mắt sinh viên và đồng nghiệp. Với phương châm lịch sự, gọn gàng, trang nhã, tươi đẹp, phù hợp với đặc thù công việc của từng người, chị em trường đại học kinh tế luôn thể hiện một phong cách hiện đại, văn minh, chuyên nghiệp trong trang phục cũng như trong công việc. Hy vọng rằng với những hình ảnh trên đã giúp quý vị thấy phần nào quan điểm về thời trang công sở của chúng tôi.